Rồi nha, này mình sẽ pha lại cái cô này. Các bạn thì hãy thử làm nhé. Đầu tiên ấy, cái con Pico này có một cái nhược điểm của nó là nó hay bị lít nhiệt. Nên mình đi xoắn nước vào đây sẽ bảo đầy đủ. Có cái hay riêng của nó là cho cần đây đưa nước bình thường không? Trong lúc đun nước này mới ta ủ cái con này. Đấy thì thường là mình sẽ làm cái thao tác là bắt đầu mình sẽ pha với 16 gram cà. Cỡ xay thì mình sử dụng cái con R2 linh long R2. Linh long R2 này thì cỡ xay có sử dụng split screen. Cỡ xay là hiện tại bây giờ mình đang để 0.45 vòng đầu tiên 45. Cái con này cái là 8 cành, ăn xe đậm đà và cành khá nặng. Một cái con xanh nặng nhất, nó có cả con đã đi. Cái côn nó có bị cái này nó khá là khó để kiểm soát cái nhiệt độ cả ra. Rất nhiều anh em sẽ thích được nhiều nó nguội. Nhưng mà nếu như mà biết cách thì nó cũng không có vấn đề lắm đâu. Con này cái nó đít thủng. Bao giờ thì mùa lạnh ấy, thì ra là cái cà nó bán. Sôi xong rồi nó sẽ làm cà dưới nó nóng luôn là được. Xay cà khá là mịn, đó là cỡ mịn nhất trong tất cả các lần và với lại Pico thì pha 16 gram thì nó cũng rất là đơn giản. Nếu anh em mà pha cho thêm 18 gram thì nó sẽ đậm hơn nhưng mà bóp nó sẽ nặng tay hơn. Nên bóp cái tay này thì giỏ cà của Pico nó là 16 gram. Tạm ổn.
trên nhà trẻ không đang làm rồi.